đôi găng của sale mà anh em yêu cầu mình làm clip rất nhiều nhưng bây giờ mới săn được anh em nhé. Xem Total Contact Endurance Mark, đôi găng mang mặt vuốt bền nhất nhà sale, chiến thần cho sân cỏ nhân tạo tại Việt Nam. Đôi này được bảo bán ở Việt Nam với giá là 1.950.000. Đôi trong clip này của mình là mới 100%, size 8.5. Anh em nào muốn trải nghiệm mình để lại với giá là 1.900.000, một đôi duy nhất, cực hiếm. Về phần backend thì không có gì khác so với bản XC Competition của Đặng Văn Lâm đâu, full latex anh em nhé. Nói chung là sale cũ của Ukraine vẫn là một cái gì đó thật sự ngon anh em ạ. Đai quấn cổ tay dạng một vòng, có chun co giãn và làm bằng chất liệu latex. Cái phần đai quấn này, cái chất liệu nó sẽ bền hơn bản Competition rất là nhiều anh em nhé. Sở hữu một mặt mút chuyên cho sân cỏ nhân tạo của nhà sale Edison Ultra Roberto, dày 4mm và chinh chiến được cả nắng và mưa anh em nhé. Trời mưa thì anh em biết rồi, làm gì có hãng nào qua sale được. Về form găng của những dòng đời cũ này thì anh em cân nhắc giúp mình là hạ từ 0.5 size cho đến 1 size nhé. Ví dụ bình thường anh em đi 9 thì đôi này anh em chỉ đi tầm khoảng 8.5 thôi. Sử dụng kiểu ngón ếch ban cớt, kiểu ngón đặc thù của nhà sale và cũng là kiểu ngón mình thích nhất của sale luôn. Đôi này thì mình review giới thiệu sơ sơ thôi chứ cũng không có ý định đem đi thực chiến. Mình cũng tham khảo nhiều nhận xét của anh em nói về con này rồi, rất là ngon và siêu bền nhé. Ok, sale hiện tại thì mình còn tầm khoảng 7-8 đôi, size 8 và size 9. Cổ cũng có mà mới cũng có, giá tốt cho anh em trải nghiệm. Anh em nào cần thì có thể liên hệ nhé. Giờ thì bye bye anh em.